Phật bảo trời Đế Thích: Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Vì sao? Vì chư Phật ba đời đều nương vào Đại Vương Thần Chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Sô Sa như vậy mà chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, chuyển pháp luân vi diệu độ thoát các hữu tình. Vì sao? Kiều Thi Ca: Vì nương vào Bát Nhã Ba La Mật Đa Sô Sa nên thế gian mới có 10 thiện nghiệp đạo, hoặc tu hành bố thí trì giới, hoặc bốn tịnh lợi, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc bố thí Bà La Mật Đa cho đến Bát Nhã Bà La Mật Đa, hoặc cho đến trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc quả dự lưu cho đến độc giác Bồ Đà, hoặc các hạnh Đại Bồ Tát, hoặc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà của chư Phật. Lại nữa, Kiều Thi Ca: Nương vào Bát Nhã Bà La Mật Đa Sâu Xa nên có Đại Bồ Tát, nương vào Đại Bồ Tát nên có 10 thiện nghiệp đạo, cho đến có quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà của chư Phật, cũng có thành văn độc giác Bồ Tát và chánh đẳng giác xuất hiện ở thế gian. Ví như thuốc, sao, núi, biển đều nhờ vào sự luân chuyển của trăng tròn mà được tăng trưởng. Như vậy, dược liệu công đức của 10 thiện nghiệp đạo cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà của chư Phật đều dựa vào các Đại Bồ Tát mà được tăng thịnh. Tất cả ngôi sao hiển thánh, hữu học vô học, trời người, thanh văn độc giác cũng được tăng thịnh. Tất cả núi biển cả Bồ Tát và chư Như Lai ứng chánh đẳng giác cũng được tăng thịnh. Khi trừ Như Lai ứng chánh đẳng giác chưa xuất hiện ở đời, chỉ có chúng Đại Bồ Tát đầy đủ sức phương tiện thiện xảo, vì các hữu tình tuyên thuyết pháp thế gian xuất thế gian nhưng không bị đảo lộn. Vì sao? Vì nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, độc giác thừa, vô thượng thừa ở thế gian đều từ chúng Đại Bồ Tát dùng phương tiện thiện xảo mà được thành tựu. Phương tiện thiện xảo của Bồ Tát đều do Bát Nhã Ba La Mật Đa mà được thành tựu. Các Đại Bồ Tát thành tựu sức phương tiện thiện xảo nên có thể viên mãn bố thí Ba La Mật Đa cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, cho đến có thể viên mãn trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, có thể đạt được 32 tướng đại sĩ, 80 vẻ đẹp, không rơi vào địa vị thành phần độc giác, giáo hóa các hữu tình, trải nghiệm thanh tịnh cõi Phật, giữ gìn thọ mạng Bồ Tát viên mãn đầy đủ chúng hội, viên mãn tịnh độ, viên mãn chủng tánh, viên mãn sắc lực, cho đến chứng đắc trí nhất thiết trí. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm này mà trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, viết chép giảng giải, giảng thuyết cùng khắc, sẽ đạt được công đức lợi ích thù thắng xuất thế gian ở đời hiện tại và vị lai. Khi ấy trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các thiện nam thiện nữ vân vân này, vì sao thành tựu được công đức lợi ích thù thắng xuất thế gian ở đời hiện tại và vị lai? Phật dạy: Kiều Thi Ca, các thiện nam thiện nữ vân vân này ở đời hiện tại không bị tổn hại, vì tất cả độc dược chú ếm chú thuật, không bị lửa đốt cháy, không bị nước nhận chìm, không bị tổn thương vì các dao gậy vân vân, cho đến không bị chết yểu vì 404 thứ bệnh, chỉ trừ định nghiệp đời trước 9 buổi nên đời hiện tại phải lãnh chịu hậu quả. Kiều Thi Ca, các thiện nam thiện nữ vân vân này, nếu gặp việc quan hoặc oán tặc bức bách thì nên trí tâm tụng niệm Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, dù có đến chỗ tai nạn kia cũng không bao giờ bị gia hại khiển phạt. Vì sao, Kiều Thi Ca? Vì thế lực oai đức của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa là vậy. Kiều Thi Ca, các thiện nam thiện nữ vân vân này, nếu muốn đến chỗ quốc vương, vương tử, đại thần mà trí tâm tụng niệm Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa thì chắc chắn được các vị vua hoan hỉ hỏi thăm, cung kính cúng dường. Vì sao, Kiều Thi Ca? Vì các thiện nam thiện nữ vân vân này thường đối với hữu tình không xa lìa tâm từ bi hỷ xả. Kiều Thi Ca, các thiện nam thiện nữ vân vân này sẽ được thành tựu công đức lợi ích thù thắng ở đời hiện tại cũng như vậy. Kiều Thi Ca, các thiện nam thiện nữ vân vân này sanh chỗ nào, thường không xa lìa 10 thiện nghiệp đạo, hoặc tu hành bố thí trì giới, hoặc bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc sáu pháp Ba La Mật Đa, cho đến hoặc trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc 32 tướng đại sĩ, 80 vẻ đẹp, không rơi vào cảnh giới địa ngục bằng sanh ngạ quỷ, trừ khi vì nguyện lực thọ sanh mà đến chốn kia để làm lợi ích cho các hữu tình.
Dù danh ở chỗ nào thường đầy đủ các căn tướng mạo đoan nghiêm, không khuyết chi phần, và tuyệt đối không sanh vào hang bẩn cùng hạ tiện, công thương tạp loạn, hàng thịt thợ săn, trộm cướp quan ngục, nhà chiên trà la, nhà gánh thây chết, các dòng họ thấp hèn, phần nhiều sanh trong cõi Phật nghiêm tịnh, từ hoa sen hóa xanh, không tạo các điều ác, thường không xa lìa thần thông nhanh chóng. Tùy theo ý thích mà đến các cõi Phật để thân cận cúng dường chư Phật Thế Tôn, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, lắng nghe chánh pháp, tu hành đúng như lời nói, dần dần chứng đắc trí nhất thiết trí, kiểu thi ca, các thiện nam thiện nữ vân vân này sẽ được thành tựu công đức lợi ích thù thắng ở đời vị lai cũng như thế. Vì vậy kiểu thi ca, các thiện nam thiện nữ vân vân này muốn được công đức lợi ích thù thắng của thế gian hay xuất thế gian ở hiện tại và vị lai cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thường không xa lìa, thì phải đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa tâm không xa lìa trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, viết chép giảng giải, tuyên thuyết, tuyên truyền rộng rãi, lại đem các loại tràng hoa thượng diệu, hương bồ hương xoa, y phục anh lạc, tràng phan bảo cái, chân kỳ, kỹ nhạc, đèn sáng, vân vân mà cung kính, cúng dường, tôn trọng ngợi khen. Lúc bấy giờ nhiều phạm trí ngoại đạo muốn tìm lỗi Phật, khi ấy trời Đế Thích thấy điều đó, liền nghĩ. Hiện giờ nhiều phạm trí ngoại đạo đến pháp hội rình tìm chỗ sai sót của Phật sẽ gây tai nạn cho bát nhã chăng? Ta phải tụng niệm bát nhã ba la mật đa sâu xa mà đã thọ trì nơi Phật để bọn tà đạo kia bỏ đi. Nghĩ như vậy trời Đế Thích liền tụ bát nhã ba la mật đa sâu xa. Khi đó nhiều phạm trí ngoại đạo từ xa đã kính lễ và nhiễu quanh bên phải của Thế Tôn, đồng thời quay trở lui. Lúc này Xá Lợi Tử thấy vậy bèn nghĩ, ngoại đạo kia do duyên cớ gì vừa đến rồi lại quay đi. Phật biết ý nghĩ của Xá Lợi Tử, ngài bảo, các ngoại đạo kia muốn tìm lỗi của ta, nhưng vì trời Đế Thích tụng niệm bát nhã ba la mật đa khiến họ trở về. Xá Lợi Tử, ta hoàn toàn không thấy các ngoại đạo kia có chút bạch pháp nào, chỉ ôm lòng xấu vì muốn tìm lỗi của ta nên đến đây. Xá Lợi Tử, ta hoàn toàn không thấy tất cả chư thiên quỷ ngoại đạo hữu tình ở thế gian, khi nghe thuyết bát nhã mà ôm lòng độc ác, đến tìm cách phá hoại. Vì sao, Xá Lợi Tử? Vì tất cả chư thiên hoặc các thanh văn độc giác, Bồ Tát Phật, và tất cả trời rồng dược xoa Atula vân vân đầy đủ đại oai lực ở 3.000 đại thiên thế giới này đều chung giữ gìn ủng hộ bát nhã ba la mật đa sâu xa, không để cho bọn tà đạo gây tai nạn. Vì sao, Xá Lợi Tử? Vì chư thiên vân vân đều dựa vào oai lực của bát nhã ba la mật đa mà phát sanh. Lại nữa, Xá Lợi Tử, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, thanh văn độc giác, Bồ Tát, trời rồng, thần dược xoa, Atula vân vân ở 10 phương hằng hà xa thế giới đều cùng nhau giữ gìn ủng hộ bát nhã ba la mật đa sâu xa, không để cho bọn tà đạo gây tai nạn. Vì sao, Xá Lợi Tử? Vì chư Như Lai vân vân đều dựa vào oai lực của bát nhã ba la mật đa mà phát sanh. Lúc bấy giờ ác ma trộm nghĩ, bây giờ bốn chúng vây quanh trước sau Phật, lại có chư thiên ở cõi dục và cõi sắc đến vân tập tại chúng hội tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa. Ở đây nhất định các đại bồ tát được nhận lời thọ ký ở trước Phật sẽ chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, chuyển pháp luân vi diệu, cõi của ta sẽ bị trống không. Ta phải đến đó phá hoại con mắt của họ. Suy nghĩ như vậy rồi ác ma liền hóa thành bốn quân oai hùng dũng mãnh đến chỗ Phật. Khi ấy trời Đế Thích thấy vậy bèn nghĩ, ác ma làm những việc đó vì muốn đến não hại Phật, gây tai nạn cho bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Vì bốn đội quân trang bị hùng mạnh tinh nhuệ như thế, thì bốn đội quân hùng mạnh của vua Ảnh Kiên nước Ma Yết Đà cũng không sánh bằng. Bốn đội quân hùng mạnh của vua Thắng Quân nước Kiều Tát La cũng không sánh bằng. Bốn đội quân hùng mạnh của Thích Chủng Đại Vương nước Kiếp Tỷ La cũng không sánh bằng. Bốn đội quân hùng mạnh của vua Lật Chiếp Tỷ nước Phệ Xá Ly cũng không sánh bằng. Bốn đội quân hùng mạnh của vua Lực Sĩ nước Cát Tường Mao cũng không sánh bằng.
Do đây xem xét thì bốn đội quần như thế nhất định là do ác ma hóa ra. Ác ma luôn luôn rình tìm lỗi của Phật, phá hoại sự tu hành thắng sự của hữu tình. Ta phải tụng niệm Bát Nhã Ba La Mật Đa đã được học ở Phật, để ác ma kia tìm đường thối lui. Khi trời Đế Thích nghĩ như vậy, liền tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, bọn ác ma liền thối lui. Đây là do sức mạnh của Đại Vương Thần Chú Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa mà bức bách được ác ma vậy. Bây giờ trong hội chúng có trời Tứ Đại Thiên Vương cho đến trời Sắc Cứu Cánh, cúng đúc hóa các hoa trời vi diệu, các loại tràng hoa vân vân và phẩm vật để cúng dường. Các vị ấy bay trên hư không, chắp tay cung kính bạch Phật. Nguyện cầu Bát Nhã Ba La Mật Đa này an trụ lâu dài ở trong lòng người trong thiện bộ. Vì sao? Vì khi Bát Nhã Ba La Mật Đa truyền khắp nhân gian ở châu Thiện Bộ, thế nên biết Phật Pháp Tăng Bảo ở nơi ấy không bị mai một. Ở 3.000 đại thiên thế giới cho đến 10 phương vô lượng vô số vô biên cõi Phật cũng lại như vậy. Do nhân duyên này nên biết, việc tu hành thắng hạnh của các đại Bồ Tát cũng có thể biết rõ. Tùy theo nơi nào, chỗ nào có các thiện nam thiện nữ vân vân, dùng lòng tin thanh tịnh mà viết chép thọ trì Bát Nhã Ba La Mật Đa bằng cách cung kính cúng dường, thì nên biết chỗ ấy có hào quang vi diệu, trừ diệt được u ám, dành ra các phước đức thù thắng. Lúc bấy giờ Đức Phật bảo chư thiên: đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời các vị nói. Khi Bát Nhã Ba La Mật Đa truyền khắp nhân gian ở châu Thiện Bộ, thì nên biết Phật Pháp Tăng Bảo ở nơi ấy thường không bị mai một, cho đến tùy theo ở các nơi chốn nào, hễ có các thiện nam thiện nữ vân vân, dùng lòng tin thanh tịnh mà viết chép thọ trì Bát Nhã Ba La Mật Đa bằng cách cung kính cúng dường, thì nên biết chỗ ấy có hào quang vi diệu, diệt trừ được u ám, dành ra các phước đức thủ thắng. Khi ấy chư thiên lại hóa làm các hoa trời vi diệu và hương tràng hoa giải lên Phật cùng bạch Phật: bạch Thế Tôn, nếu có thiện nam thiện nữ vân vân nào đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa trí tâm lắng nghe thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, viết chép giảng giải, tuyên thuyết điều truyền rộng rãi, thì tất cả ác ma và quyến thuộc của chúng không thể làm hại được. Vì chư thiên chúng con thường theo dõi ân cần hộ trì để người đó không bị tổn não. Vì sao? Vì chư thiên chúng con rất tôn trọng pháp bảo nên cung kính vị ấy như kính Phật, hoặc giống như tôn trọng đệ tử của Thế Tôn. Lúc đó trời Đế Thích lại bạch Phật: bạch Thế Tôn, các thiện nam thiện nữ vân vân này chẳng phải do ít căn lành mà thành tựu được việc này, nhất định là vào đời trước ở vô lượng chỗ Phật đã tu tập nhiều căn lành, phát nhiều hạnh nguyện chân chánh, cúng dường nhiều vị Phật, phụng sự nhiều bạn lành, cho đến đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này, trí tâm lắng nghe thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, viết chép giảng giải, tuyên thuyết điều truyền rộng rãi. Bạch Thế Tôn, các thiện nam thiện nữ vân vân nào muốn chứng đắc trí nhất thiết trí của chư Phật phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa, muốn chứng đắc Bát Nhã Ba La Mật Đa phải học trí nhất thiết trí của chư Phật. Vì sao? Vì sự chứng đắc trí nhất thiết trí của chư Phật đều phát khởi từ Bát Nhã Ba La Mật Đa. Tất cả Bát Nhã Ba La Mật Đa đều phát khởi từ trí nhất thiết trí của chư Phật. Vì sao? Vì sự chứng đắc trí nhất thiết trí của chư Phật không khác Bát Nhã Ba La Mật Đa. Tất cả Bát Nhã Ba La Mật Đa không khác trí nhất thiết trí của chư Phật. Nên biết sự chứng đắc trí nhất thiết trí của chư Phật cùng với Bát Nhã Ba La Mật Đa này không hai không hai phần. Phật bảo trời Đế Thích: đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, oai lực công đức của Bát Nhã Ba La Mật Đa thật là kỳ lạ hy hữu. Lúc ấy cụ thọ khánh hỷ bạch Phật: bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà Như Lai ứng chánh đẳng giác không xưng tán công đức tên gọi bố thí vân vân năm Ba La Mật Đa cho đến trí nhất thiết tướng, mà chỉ xưng tán công đức tên gọi của Bát Nhã Ba La Mật Đa thứ sáu? Phật bảo khánh hỷ: khánh hỷ, Bát Nhã Ba La Mật Đa thứ sáu đối với năm Ba La Mật Đa trước cho đến trí nhất thiết tướng là tôn quý, là đạo sư.